iPhone F1 Plus, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Một cô gái trẻ đến từ Đồng Tháp thể hiện sự mới mẻ nào trên sân khấu Nhân Tố Bí Ẩn? Hãy cùng nghe những chia sẻ của cô ấy. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Như Trang, mình năm nay 25 tuổi và đến từ Đồng Tháp. Mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm, nhưng mà sau này vì niềm đam mê âm nhạc trong mình quá lớn cho nên mình đã chuyển đến Sài Gòn sống một mình để theo đuổi niềm đam mê của mình. Với mình, Nhân Tố Bí Ẩn là một nơi để mình thể hiện niềm đam mê âm nhạc và để mình khám phá hết những cái cá tính âm nhạc trong con người mình. Mình hy vọng với những điều mà mình thể hiện trên sân khấu này sẽ chứng minh cho gia đình cũng như người thân thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Và nếu như được chọn lại một lần nữa thì mình vẫn sẽ chọn con đường này. Em xin chào anh chị ạ. Dạ, em tên là Như Trang, em 25 tuổi và đến từ Đồng Tháp. Thì em đang làm nghề gì vậy? Dạ, hiện giờ thì em chỉ đi hát thôi ạ. À. Trước kia thì em học về sư phạm nhạc. Hôm nay em sẽ hát bài gì? Dạ, em xin được trình bày ca khúc Chớ Với Tôi Ru Tôi. Hôm nay thì... Em nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Dạ. Đáng lẽ là sẽ có ba mẹ đến đây để mà ủng hộ. Dạ. Nhưng mà phút cuối thì có một vài vấn đề trục trặc cho nên là ba mẹ không đến được. Vậy thì một mình cũng cứ chiến đấu như thường. Dạ. Hát tốt lên. Nên là sẽ cố gắng. Cười xa dần bỗng như tan tuyệt vọng, bóng hình xa dần khuất lấp sau màn đêm, giờ đây gió buồn đêm buồn dấu ai trong nhạt nhòa, xóa hình bóng nào giờ một mình hoang vắng, lãng chim sâu trong hàng trao, trái người ra đi không yêu không thương không tôi, sao vội đi bao đêm vắng, sao vội đi trắng, chẳng còn những phút luyến ái khi mỗi đêm về. Đi về đâu cùng muôn lối, đi về đâu cùng hấp hối, trái với tôi dù tôi mãi không còn. Beauty is how you feel inside when it's reflected on your leg. Selfie lưu giữ nét đẹp tự nhiên. Oppo F1 Plus, nét đẹp tâm điểm.
Oppo Camera Phone. Rồi bình thường là em sẽ hát những cái bài như vậy hay là những cái bài loại khác? Dạ em cũng có thể hát nhiều thể loại. À. Thì loại nào là sở trường? Dạ em thường hát hát ballad, những bài ballad. Như bài hát vừa rồi là sở trường của em rồi đúng không? Cái giọng của em á, nó là một cái giọng khỏe, cái giọng tốt, em hát đúng nốt, em hát đúng cái bài hát mà nó vẫn chưa có cái gì đó mà làm cho mọi người ở đây nổi da gà không? Mà cũng không phải là dở em ơi, cái này em không cái không hề dở chút nào. Và nhìn em cũng rất là xinh. Anh ai cũng ghen xinh hết. Không, xinh là xinh chứ những người mà không xinh nên đâu có nói gì đâu. Tức là bây giờ mình phải quyết định là cho em được ổn hơn không đấy. Dạ, yeah, chính xác. Cứ là em đang rơi vào cái trường hợp là 50-50. Ok, quyết định. Ok, thôi tập trung trước đi. Tôi nói đồng ý ngay thì tôi lại phải giải thích một chút. Thật ra thì đây là một cuộc thi tài năng qua truyền hình thì cũng vẫn rất là cần những gương mặt trẻ trung và gương mặt sáng sân khấu như em. Chỉ có là thì em chưa thực sự thuyết phục được tất cả mọi người. Tuy nhiên thì tôi vẫn nhìn thấy ở em có cái nhiều cái ưu điểm. Cho nên là tôi vẫn đồng ý cho em vào tiếp vòng trong. Em sẽ cố gắng. Em là cái người mà cũng đã hát rất là nhiều rồi. Trên nói là bảo là chờ đợi vào một cái sự bứt phá nào đấy như là các bạn trẻ mà chưa có nhiều kinh nghiệm ấy thì chị nghĩ là cũng khó. Nhưng mà nó xứng đáng bởi vì là em đã hoàn thiện nó rồi. Trong cái giờ phút này là cho em đồng ý đi tiếp vào vòng trong. Cảm ơn chị. Thật ra thì cái cách hát vừa rồi bị nức nở quá. Thích nó hiu hãnh hơn. Hay thôi bây giờ cho anh Linh quyết định này. Và hình như chắc em cũng biết là anh gần như là luôn luôn vui đúng không? Đấy. Anh luôn luôn vui. Anh luôn luôn vui à? Đúng rồi. Anh nhầm ý. Chúc mừng em. Em cảm ơn. Bạn đã bước được vào vòng tranh đấu. Bạn chia sẻ gì với gia đình của mình, đặc biệt là mẹ của mình? Ngày hôm nay đến với nhân tố bí ẩn là một cái giấc mơ, một cái con đường mà thể hiện cái niềm đam mê của mình. Mình khám phá hết những cái điều gì đó thuộc về âm nhạc trong con người con trên tại sân khấu này. Nên là con sẽ làm hết mình để cho mẹ, cho ba, cho cả gia đình cũng như là mọi người thấy được là con đang làm đúng. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ con. Chúc mừng Như Trang đã giành được cơ hội đi tiếp. Hy vọng những lời nhận xét của ban giám khảo sẽ là hành trang để bạn vững bước trong chặng đường tiếp theo.